Mỹ chi hàng tỷ đô la Mỹ cho việc chế tạo máy bay ngày tận thế. Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn vào mùa hè. Vành đai phòng thủ Ukraine đối diện sức ép nếu Nga kiểm soát tràn sụp ra. Bom lượn do Mỹ cung cấp đã thất bại tại Ukraine. Những nghi ngờ xung quanh khả năng Ukraine có thể đánh bại Nga sau khi giải cơn khát vũ khí. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian gần đây, mối đe dọa về xung đột hạt nhân được cho là đang ngày càng hiện hữu khi Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục nhắc tới khả năng nước này sử dụng vũ khí hạt nhân. Trước bối cảnh này, để đảm bảo khả năng lãnh đạo liên tục của Tổng thống Mỹ trong tình hình xung đột hạt nhân, mới đây, Washington thông báo rằng Không quân Mỹ sẽ phát triển một loại máy bay mới có tên là Ngày Tận Thế. Thông tin mới từ Không quân Mỹ cho biết họ sẽ phát triển một loại máy bay quân sự mới gọi là Ngày Tận Thế, với mục tiêu là giữ cho Tổng thống Mỹ vẫn có khả năng lãnh đạo quốc gia trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân hoặc các thảm họa khác gây phá hủy các cơ sở chỉ huy trên mặt đất. Ngày 26 tháng 4, trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ đăng tải thông báo cho biết tập đoàn hàng không vũ trụ Sierra Nevada đã nhận được hợp đồng trị giá 13 tỷ đô la Mỹ để thực hiện dự án Trung tâm Tác chiến Sinh tồn Trên không, SAOC. Quá trình chế tạo máy bay quân sự chiến lược mới này sẽ diễn ra tại các cơ sở ở Colorado, Nevada và Ohio với kế hoạch hoàn thành vào năm 2036. Không quân Mỹ tiết lộ, SAOC sẽ được phát triển dựa trên một máy bay phản lực thương mại được gia cố và sửa đổi để đáp ứng các tiêu chuẩn của Lầu Năm Góc. Một người phát ngôn của Không quân Mỹ nói thêm, việc phát triển hệ thống vũ khí an ninh quốc gia quan trọng này đảm bảo khả năng chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân của Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phù hợp và an toàn khi hoạt động trong nhiều thập niên tới. Dự án SOAC được kỳ vọng sẽ thay thế các máy bay E-4B NIWAT cũ kỹ hiện đang trong sử dụng bởi Không quân Mỹ. Các chiếc E-4B dựa trên thiết kế của máy bay Boeing 747 đã hoạt động từ giữa thập kỷ 1970 và dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào đầu những năm 2030. Theo hãng tin Reuters, việc duy trì những chiếc máy bay này đang trở nên khó khăn hơn do các bộ phận của chúng trở nên lạc hậu. Hiện tại, Không quân Mỹ đã đưa vào hoạt động 4 chiếc máy bay ngày tận thế, trong đó ít nhất một chiếc luôn sẵn sàng cho tình trạng báo động. Các máy bay E-4B được trang bị các thiết bị liên lạc tiên tiến, có khả năng tiếp nhiên liệu trong không gian và có thể chống lại các vụ nổ hạt nhân cũng như các hiệu ứng điện từ khác nhau. Sau nhiều tháng tranh cãi gay gắt, gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã được Quốc hội Mỹ và Tổng thống Joe Biden ký thông qua. Tuy nhiên, một số quan chức chính phủ Mỹ vẫn nghi ngờ liệu số tiền này có đủ để Ukraine giành thắng lợi trong cuộc xung đột với Nga hay không. Ba quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết, tình hình trên chiến trường đã có những thay đổi đáng kể trong vài tháng qua, khi Ukraine đang trải qua tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược do không nhận được viện trợ từ đồng minh quan trọng nhất. Điều này khiến họ phải vật lộn để bảo vệ những vùng lãnh thổ quan trọng. Nga vẫn duy trì lợi thế về nhân lực và vũ khí, và Ukraine sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể khôi phục lại những lãnh thổ đã mất trong vài tháng qua. Các quan chức Mỹ cũng đặt câu hỏi về chiến lược và ưu tiên sắp tới của Kiev, đặc biệt sau chiến dịch phản công thất bại năm ngoái, gây tổn thất lớn về sức chiến đấu và tinh thần lực lượng. Một quan chức đặt câu hỏi, mục tiêu trước mắt là ngăn chặn tổn thất của Ukraine và giúp họ lấy lại động lực, lật ngược tình thế trên chiến trường. Mục tiêu xa hơn là giúp Ukraine giành lại những vùng lãnh thổ đã mất. Liệu họ đã có những gì họ cần để giành chiến thắng chưa? Câu trả lời là rồi, nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ làm được. Hoạt động quân sự phức tạp hơn thế nhiều. Tại đồi Capitol, các nghị sĩ cũng tỏ ra lo ngại về việc liệu việc cung cấp lô vũ khí mới từ Mỹ có thể giúp Ukraine đánh bại Nga hay chỉ đủ để họ ngăn chặn đà tiến của Moscow trong ngắn hạn. Câu trả lời cho câu hỏi này mang ý nghĩa quan trọng. Chiến thắng trước Nga sẽ có nghĩa là Ukraine có thể tái kiểm soát phần lớn hoặc toàn bộ lãnh thổ sau 10 năm xung đột, kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Ngược lại, nếu Ukraine chỉ tránh để không thua, điều đó sẽ gửi đi tín hiệu rằng họ chỉ đủ khả năng duy trì phòng thủ, không thể khôi phục lại những gì đã bị Nga kiểm soát. Khi ký gói viện trợ vào ngày 24 tháng 4, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Nga đang nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, vì vậy các đồng minh cần tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ông nhận định họ đang cố đẩy Ukraine vào một mùa đông lạnh lẽo. Hạ nghị sĩ Dân Chủ Bill Keating, người đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Kiev trong tuần qua, cũng có chung mối lo lắng rằng Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc chống lại Nga. Ông nói, tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ thay đổi lớn nào trong một khoảng thời gian.
ngày 23 tháng 4, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã ám chỉ rằng Ukraine vẫn chưa có kế hoạch hoàn chỉnh để đánh bại Nga, mặc dù Washington sẽ hỗ trợ họ trong việc thực hiện mục tiêu này. Ông nhấn mạnh, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục thảo luận với Ukraine về chiến lược dài hạn của họ nhằm đẩy lùi lực lượng Nga và sau đó điều chỉnh các gói viện trợ trong tương lai để đáp ứng những nhu cầu đó. Chính quyền Biden từ lâu đã tuyên bố rằng Ukraine mới là bên quyết định cuộc xung đột sẽ kết thúc như thế nào, có thể là bằng cách đẩy lực lượng Nga trở lại biên giới hoặc thông qua một thỏa thuận có lợi trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã khẳng định rằng đất nước ông sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành lại bán đảo Crimea, khu vực Donbass ở miền Đông và các vùng lãnh thổ khác. Các chuyên gia đánh giá rằng lập trường này có thể khiến Mỹ bị kéo vào một cuộc xung đột kéo dài hơn nhiều mà không có gì đảm bảo rằng Ukraine sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trợ lý cấp cao của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện nhận định, đang có rất nhiều cuộc tranh luận về việc chiến thắng dành cho Ukraine vào thời điểm này sẽ trông như thế nào. Chính quyền ông Biden đã phàn nàn về việc nhiều tháng tranh cãi tại Quốc hội đã làm mất đi nguồn cung cấp vũ khí vô cùng quan trọng cho Ukraine, khiến họ bị đẩy vào thế khó và phải đối mặt với tương lai đầy trắc trở. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo rằng Nga chắc chắn có thể đạt được những lợi ích chiến thuật mới trong những tuần tới. Ông nói, sẽ mất một thời gian để chúng ta thoát ra khỏi cái hố được đào sau 6 tháng trì hoãn. Gói viện trợ đầu tiên gửi tới Ukraine sẽ có tổng giá trị 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm các hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa mà Kiev đã mong đợi từ lâu. Cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hiện đều cho rằng tương lai của Ukraine phụ thuộc nhiều vào những gì Tổng thống Biden mang đến hơn là giá trị của số tiền. Thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Cộng Hòa Don Barcon đánh giá, chính quyền cần gửi vũ khí chất lượng cao như tên lửa ATAC để Ukraine có thể thay đổi cục diện chiến trường. Trong 6 tháng Quốc hội Mỹ tranh cãi về gói viện trợ, các quan chức cấp cao của Tổng thống Biden, từ Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA William Burns đến Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đều khẳng định Ukraine sẽ thua cuộc chiến vào năm 2024 nếu không có thêm khí tài từ phương Tây. Nếu không có nguồn hỗ trợ đó, điều khả dĩ nhất mà Ukraine có thể làm là bảo vệ các vị trí cố thủ của mình. Dù Mỹ cảnh báo lực lượng Nga được trang bị tốt hơn, cuối cùng sẽ vượt qua phòng tuyến để kiểm soát thêm lãnh thổ. Điều họ không rõ là liệu Ukraine có thể giành chiến thắng với những gì Mỹ cung cấp hay không. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mark Warner đã không trả lời câu hỏi này tại Hội nghị An ninh Munich hồi tháng 2 vừa qua. Thay vào đó, ông chỉ nói rằng bản thân cũng không biết Ukraine sẽ có được vũ khí, đạn dược và công cụ họ cần trong thời gian ngắn bằng cách nào nếu không phải từ Mỹ. Những quan chức châu Âu gần đây đã phê duyệt một khoản hỗ trợ kinh tế lên đến hơn 53 tỷ đô la Mỹ cho Kiev và đồng thời họ cũng tỏ ra lạc quan về tương lai của Ukraine sau khi gói hỗ trợ của Mỹ đã được thông qua. Hôm 24 tháng 4, đăng trên nền tảng X, Đại sứ Đức tại Mỹ Andreas Michaelis cho biết xung đột Nga-Ukraine đang thách thức trật tự toàn cầu và cuộc sống của chúng ta. Trong những thời điểm như thế này, điều quan trọng là chúng ta, với tư cách những nền dân chủ có chung giá trị, phải đoàn kết. Chuyên gia Samuel Charat từ tổ chức tư vấn R&D Corp trụ sở tại California, Mỹ đánh giá đợt viện trợ lần này nên được đánh giá dựa trên việc liệu nó có cải thiện vị thế chiến đấu và đàm phán của Ukraine trước Nga hay không. Chuyên gia Charat nhận định điều quan trọng là nó có thể làm giảm tâm lý lạc quan của Nga về lâu dài, khiến Moscow có xu hướng dễ chấp nhận thỏa hiệp hơn. Vì vậy, thay vì vấn đề thắng thua, chúng ta đang nói về một loạt điều kiện cho cuộc đối đầu cuối cùng. Gói viện trợ sẽ mang lại cho Ukraine bước tiến quan trọng để cải thiện những điều kiện đó. Hạ nghị sĩ Keating, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại và Quân vụ Hạ viện chỉ ra rằng gói viện trợ mới cũng sẽ nâng cao tinh thần của lực lượng chiến đấu Ukraine. Ông tuyên bố, bây giờ họ có thể trở lại chiến trường một cách bình đẳng hơn. Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor nói, gói viện trợ chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt. Nó sẽ cho người Ukraine thời gian và nguồn lực để củng cố lực lượng, huấn luyện và tái vũ trang cho các đơn vị, chuẩn bị cho cuộc phản công vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Thành viên Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS ở Mỹ, chuyên gia Frank Stephen Gady, đồng tình rằng khoản viện trợ giúp Ukraine có thêm thời gian để giải quyết các vấn đề hiện tại như bổ sung binh sĩ cho lực lượng chiến đấu. Ngày 21 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC News, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng gói viện trợ mới sẽ thực sự tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine và chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng. Trong gói viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev, 23 tỷ đô la Mỹ trong gói chi tiêu sẽ được dùng để lấp đầy kho dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ, tạo điều kiện để nước này có thể chuyển giao thêm khí tài cho Ukraine. 14 tỷ đô la Mỹ sẽ được chi cho chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, trong đó Lầu Năm Góc sẽ mua vũ khí đời mới cho Kiev từ các nhà thầu quốc phòng trong nước.
hơn 11 tỷ đô la Mỹ dùng để tài trợ các hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ ở khu vực, nâng cao năng lực của quân đội Ukraine và thúc đẩy hợp tác tình báo giữa Kiev và Washington. Ngày 27 tháng 4, thư ký Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin. Theo ông Peskov, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian và nội dung chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam. Đánh giá mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga, đại diện Điện Kremlin cho biết Việt Nam là đối tác tốt của Nga. Ông Peskov cho biết, chúng tôi có những mối quan hệ song phương rất hứa hẹn, tiềm năng của những mối quan hệ này rất phong phú và vẫn chưa được khai thác đầy đủ, vì vậy còn nhiều việc cần làm. Tờ Sputnik nhận định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quan hệ giữa Nga và Việt Nam được xây dựng trên cơ sở thân thiện và đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm tương tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. Hồi tháng 7 năm 2012, mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều ngày 28 tháng 3, khi được hỏi về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã cho biết, như báo đã đưa tin, ngày 26 tháng 3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Putin đến Việt Nam thăm chính thức sớm và Tổng thống Putin đã vui vẻ chấp nhận lời mời. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết, hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp. Trong cuộc điện đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Putin về việc nhân dân Nga đã tin tưởng bầu ông giữ chức Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ 2024-2030 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của Nga. Điều này thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với ông trong việc lãnh đạo nước Nga phát triển trong giai đoạn mới. Ông cũng đã gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc đến Tổng thống Putin, nhân dân Nga và gia đình những nạn nhân liên quan đến vụ nhà hát Krokus. Ông cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Trong khi đó, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về lời chúc mừng và sự hỏi thăm, chia sẻ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự việc nghiêm trọng mà nhân dân Nga đã phải đối mặt vào ngày 22 tháng 3. Ông cũng tỏ ra vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã đồng thuận về một số hướng phát triển lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong tương lai, bao gồm các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, văn hóa và du lịch. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến nóng. Theo thông tin từ kênh Military Summary, chiến dịch tấn công quy mô lớn của Moscow đã khởi đầu vào mùa hè. Tại mặt trận Avdiivka, lực lượng Nga đang tiến công với tốc độ nhanh và sâu hơn về phía Tây, sau khi kiểm soát thành công Novokalinove và Keramik. Lực lượng Ukraine đang đối diện với tình hình nguy cấp. Tại Krasnohorivka, Nga cũng đang giành được thế trận, duy trì áp lực thông qua cuộc tấn công mạnh mẽ bằng sử dụng bom FAB và pháo binh trên diện rộng. Ở phía Kupiansk, sau một thời gian im lặng, lực lượng Moscow đã bắt đầu tiến công trên bộ. Họ đã kiểm soát làng Kislivka và đang mở rộng trên nhiều mặt trận. Theo kênh Spetsnaz-007, chiến dịch tấn công quy mô lớn mùa hè của Nga đã bắt đầu với đột phá lớn nhất ở hướng Avdiivka. Quân đội Nga đã xâm nhập vào hàng phòng ngự của đối phương và tiến công nhanh chóng. Đồng thời, lực lượng Ukraine đang rút lui và có khoảng 100 tù binh bị bắt giữ. Trong khi đó, kênh Riba đưa tin, theo hướng Avdiivka, các đơn vị lực lượng vũ trang Nga đã nắm quyền kiểm soát Novokalinove và củng cố vùng ngoại ô phía đông của làng Keramik. Ở Berdychi, các đội xung kích cũng đã đạt được thắng lợi hoàn toàn và quốc kỳ của Nga đã được treo trên một tòa nhà ở phía tây của khu định cư. Theo thông tin từ kênh Zhurinchakmak, ở phía bắc và tây Avdiivka, Nga đang kiểm soát hoàn toàn khu định cư Berdychi khi mà các binh sĩ Ukraine cuối cùng đang rút lui về phía tây. Ngoài ra, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát các chiến hào mới ở phía đông Ocheretine và phía nam Novokalinove. Tại các khu vực này, họ đã kiểm soát khu vực trung tâm và buộc đối phương phải rút lui về phía bắc tới hệ thống chiến hào. Cuộc rút lui của Kiev cũng diễn ra từ trung tâm Keramik. Trong vòng 24 giờ, các đơn vị Nga đã thực hiện hoạt động truy quét trên lãnh thổ rộng lớn của nhà máy vật liệu chịu lửa và khu vực xung quanh nhằm tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tiếp theo. Bên cạnh đó, ở phía đông Krasnogorivka, các đơn vị Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhanh chóng và bắn quyền kiểm soát một trong những con đường dẫn từ thành phố về phía bắc, dọc theo vị trí của lực lượng Kiev tại các tòa nhà cao tầng ở quận Sonechny. Nếu lối thoát hiểm này bị cắt đứt, họ sẽ bị kẹt lại. Con đường thứ hai có một cây cầu nằm hơi chếch về phía tây, chỉ còn khoảng chưa đầy 1 km để lực lượng Moscow đến được đó. Nếu đường này cũng bị cắt, nhóm lực lượng Kiev ở Sonechny sẽ rơi vào bẫy trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào phía tây bắc Krasnogorivka.
Theo thông tin từ kênh Riba, trên hướng Donetsk, các trận chiến dữ dội vẫn tiếp tục diễn ra tại nhà máy vật liệu chịu lửa ở Krasnogorivka. Lực lượng Ukraine đang nỗ lực để tái kiểm soát các vị trí đã mất nhưng không thành công. Trong khi đó, ở khu vực Kurakove, Kiev đang xây dựng các tuyến phòng thủ mới. Theo kênh Surijakmak, ở phía tây thành phố Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục giành thắng lợi khi đã kiểm soát trạm xăng Grand Alliance và các tòa nhà lân cận trên đường Xô Viết và tiến đến tiểu khu phía đông Krasnogorivka. Theo thông tin từ kênh Riba, đêm 26 và rạng sáng ngày 27 tháng 4, các lực lượng Nga đã tiến hành tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quân sự ở nhiều khu vực khác nhau của Ukraine, làm hỏng 4 nhà máy nhiệt điện. Các sân bay ở khu vực Dnipro và Mykolaiv cũng bị tấn công. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái vào các cơ sở ở vùng Krasnodar, gây ra đám cháy tại 2 nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, các cơ quan liên quan đã kịp thời dập tắt đám cháy này. Theo hướng Kubiansk-Svatove, lực lượng Kiev đang tiến hành rút lui từ Kislivka đến Kotliarivka gần đó. Thông tin từ nguồn tin của Ukraine báo cáo về tình hình nghiêm trọng của quân đội Ukraine trong khu vực do thiếu vũ khí hạng nặng. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda dẫn tuyên bố của người phát ngôn của nhóm lực lượng chiến lược tác chiến Khotitsia thuộc quân đội Ukraine, Naza Volosin cho biết Nga đã thiết lập được chỗ đứng tại làng Ocheretine. Bên cạnh đó, các nhà phân tích của kênh Deep State có liên kết với quân đội Ukraine báo cáo rằng ngôi làng Berdichi đã bị mất. Ông Volosin thừa nhận Nga đã đột phá và thiết lập được chỗ đứng ở một khu vực nhất định của khu định cư này, Ocheretine. Hiện tại, khu vực mà đối phương kiểm soát được nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của chúng tôi. Mọi biện pháp đang được thực hiện để đánh bật họ ra khỏi đó và giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Ông Volosin thông tin rằng lực lượng Moscow đã triển khai 4 lữ đoàn tấn công đến Ocheretine. Người phát ngôn nhấn mạnh, về phía chúng tôi, tất cả các biện pháp đang được thực hiện để ổn định tình hình trên mặt trận Avdiivka và giành lại quyền kiểm soát Ocheretine. Vì mục đích này, nhân sự và vũ khí bổ sung từ lực lượng dự bị đã được triển khai. Bên cạnh đó, Deep State chỉ ra rằng lực lượng Moscow đã kiểm soát thành công ngôi làng Berdichi ở phía nam của Ocheretine. Deep State cho biết Nga đã giành được Berdichi, treo cờ của họ ở ngoại ô phía tây của ngôi làng. Giao tranh vẫn tiếp tục ở phía tây Berdichi. Lực lượng phòng thủ Ukraine không thể giữ được chiến tuyến. Vì vậy, việc rút lui khỏi vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng là một biện pháp bắt buộc. Nhưng điều quan trọng nhất là cứu được sinh mạng của binh sĩ. Tờ Ukrainska Pravda dẫn báo cáo tối 27 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, ngày 27 tháng 4, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công của đối phương theo hướng Avdiivka và 12 cuộc tấn công theo hướng Liman. Báo cáo nêu rõ, trong ngày, 71 cuộc đụng độ đã được ghi nhận. Tổng cộng, Nga đã phóng 31 tên lửa, thực hiện 46 cuộc không kích và 23 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh, lực lượng của họ đã phần lớn đẩy lùi các đợt tấn công của Nga tại các vùng Kubiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk-Marinka, Orekhov-Zaporizhia và Kherson. Trong ngày 27 tháng 4, máy bay của lực lượng phòng vệ đã tiến hành các cuộc tấn công vào 16 khu vực tập trung quân đối phương. Ngoài ra, có báo cáo cho biết một tên lửa KH-59 đã bị hệ thống phòng không của Ukraine phá hủy. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ mới đây cho rằng lực lượng Nga đã đặt ra mối đe dọa thực sự đối với việc kiểm soát Chasovka, mặc dù khả năng thực hiện điều này có thể không nhanh chóng. Một khi thành phố chiến lược này bị kiểm soát, sẽ mở ra cơ hội cho Nga mở rộng về phía Tây, tiến vào chuỗi các thành phố lớn và quan trọng nhất trong vùng Donetsk. Các nhà phân tích quốc phòng tại ISVK đã lưu ý rằng các cuộc tấn công của Nga tại Avdiivka về phía Tây có thể mang lại lợi thế chiến thuật và việc tấn công nhằm kiểm soát Chasovka mở ra triển vọng cho quân đội Nga về các tiến bộ đáng kể. Lực lượng Nga đang hoạt động ở khu vực Avdiivka vẫn cách mục tiêu quan trọng của họ ở Bokrov khoảng 30 km và cách ngôi làng tương đối lớn ở phía đông thành phố này khoảng 17 km. Dù những động thái chiến thuật của Nga đã buộc lực lượng Ukraine phải rút lui về các vị trí xa hơn về phía Tây, nhưng những tiến triển gần đây của Nga về phía Tây Bắc Avdiivka có thể không có ý nghĩa lớn trong tương lai gần. Sức ép của Nga lên Chasovka rất lớn. Quân đội Nga ở ngoại ô phía đông đã tăng cường nỗ lực kiểm soát thành phố này từ trước. Khi Mỹ mất nhiều tháng để phê duyệt gói viện trợ quân sự tiếp theo cho Kiev, Nga đã tận dụng thời điểm này để đẩy mạnh các hoạt động tấn công ở Ukraine. Những vũ khí này sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của Kiev trong những tuần tới và các chỉ huy quân sự Nga có thể đẩy mạnh các hoạt động tấn công về phía Tây Bắc Avdiivka vì khu vực này mang lại cơ hội lớn hơn để đạt được những thắng lợi chiến thuật nhanh chóng, bất chấp những lợi ích này không mấy đáng kể về mặt hoạt động. Trong bối cảnh bị Nga áp đảo cả về hỏa lực và quân số,
quân đội Ukraine đang chiến đấu chống lại hơn 20.000 binh sĩ Nga được triển khai để bảo vệ thành phố có tầm quan trọng chiến lược. Theo các quan chức Ukraine, các lực lượng Nga dự kiến sẽ tăng gấp đôi các cuộc tấn công vào Chasovia để giành được thành phố này trước ngày 9 tháng 5, nhân kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Việc kiểm soát Chasovia sẽ giúp Nga dễ dàng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn hơn ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khu vực từng là nơi chứng kiến các cuộc giao tranh nặng nề nhất kể từ năm 2014. Khoảng một nửa tỉnh Donetsk, bao gồm cả thủ phủ của khu vực, đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Chasovia nằm trong khu công nghiệp Donbass, bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk. Thành phố này nằm trên những ngọn đồi đóng vai trò là công trình phòng thủ tự nhiên. Chasovia là nơi có điểm cao nhất trong khu vực bị chia cắt ở phía đông bởi kênh Siversky Donetsk-Donbass, tạo ra một rào cản giữa tiểu khu Kanan và phần còn lại của thành phố. Vị trí và địa hình thuận lợi của Chasovia đã lý giải việc Ukraine biến khu vực này thành một trong những thành trì của Kiev trong cuộc xung đột ở Donbass từ năm 2014. Thành phố này có một bệnh viện quân y quan trọng, sau đó đóng vai trò là trụ sở của lực lượng tác chiến chung. Ngoài ra, trong báo cáo của ISVK còn có những nhận định đáng chú ý như sau. Đầu tiên, các quan chức Mỹ lo ngại rằng gói viện trợ quân sự mới nhất dành cho Kiev có thể không đủ để giúp Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ. Viện trợ quân sự chỉ là một phần của những gì Ukraine cần khi mà Kiev đang cố gắng giải quyết các vấn đề chiến đấu khác, đặc biệt là về nhân lực và việc mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng MDB. Ngoài ra, quân đội Nga đang được cho là triển khai các máy bay không người lái UAV trong các khu vực quan trọng của tiền tuyến, được điều chỉnh để chống lại khả năng tác động điện tử EVK của Ukraine một cách hiệu quả hơn, có thể là một phần của nỗ lực tận dụng công nghệ mới trước khi sự hỗ trợ an ninh từ Mỹ đến Ukraine. Bên cạnh đó, một blogger quân sự nổi tiếng của Nga đã công bố việc khởi đầu một trường truyền thông ở Ban Căng nhằm ủng hộ những nỗ lực của Điện Kremlin trong việc mở rộng ảnh hưởng của họ trên không gian thông tin quốc tế. Báo cáo của ISVK cũng cho biết trong bài phát biểu vào ngày 25 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặt nặng mức độ quan trọng của khả năng tự lực của châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng và bảo vệ chủ quyền của mình. ISVK nhận định, gần đây, lực lượng Ukraine đã thực hiện những tiến triển đáng chú ý gần Severs. Ngày 27 tháng 4, trong bài phát biểu qua video buổi tối, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc các cuộc tập kích mới của Nga ở Ukraine đã nhắm vào những cơ sở khí đốt quan trọng cung cấp cho châu Âu. Ông nêu rõ, mục tiêu chính là ngành năng lượng, họ nhắm vào các cơ sở khác nhau trong ngành, gồm cả cơ sở cung cấp điện và trung chuyển khí đốt, đặc biệt là những cơ sở khí đốt vốn rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung an toàn cho Liên minh châu Âu-EU. Theo Tổng thống Zelensky, lực lượng Ukraine đã bắn hạ một số trong số 34 tên lửa Nga được sử dụng để tấn công hạ tầng năng lượng ở 3 tỉnh miền Trung và miền Tây, bao gồm Dnipro, Lviv và Ivano-Frankivsk. Trước đó, Tư lệnh Không quân Ukraine thông báo rằng nước này đã bắn hạ được 21 tên lửa. Công ty dầu khí nhà nước của Ukraine, Neftoga, báo cáo rằng Nga đã tấn công các cơ sở của họ nhưng không có thương vong và nguồn cung không bị gián đoạn. Tuy nhiên, DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine xác nhận 4 nhà máy nhiệt điện của công ty đã bị tấn công. Công ty cho hay, đối phương lại pháo kích ồ ạt các cơ sở năng lượng của Ukraine. Thiết bị của công ty bị hư hại nghiêm trọng. Hiện tại, các công nhân đang cố gắng khắc phục hậu quả vụ tấn công. Thống đốc Maxim Kozitsky của tỉnh Lviv, giáp danh với Ba Lan, tuyên bố khu vực của ông đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa siêu vật âm Kinzhan. Ông thông báo rằng hai cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng tại Styri và Chernohorod đã bị hư hại và bốc cháy, dù dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Tại khu vực Dnipro, Thống đốc Sekhi Lysak cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 13 tên lửa của Nga. Nguồn cung cấp nước ở thành phố Kryvyi Rih đã bị gián đoạn. Tại khu vực phía tây Lviv và Ivano-Frankivsk, lực lượng cứu hỏa cũng đang dập tắt đám cháy lớn tại một số cơ sở năng lượng. Nga vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt cho EU qua Ukraine dưới thỏa thuận với tập đoàn Gazprom. Thỏa thuận dự kiến kết thúc vào tháng 12. Hồi tháng trước, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine tuyên bố rằng Kiev không có kế hoạch gia hạn hoặc thay thế thỏa thuận với Moscow. Từ cuối tháng 3 vừa qua, các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công các nhà máy nhiệt điện và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Ukraine. Ukraine đã mất khoảng 80% sản lượng nhiệt điện và khoảng 35% công suất thủy điện. Trước đó, hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị suy yếu do chiến dịch không kích của Nga vào mùa đông năm 2022. Bất chấp thời tiết mùa xuân ôn hòa trong những tuần gần đây, Ukraine vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu điện và chính phủ buộc phải cắt điện luân phiên ở một số khu vực, chuyển sang nhập khẩu điện khẩn cấp. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo rằng các cuộc tấn công này là một phần của kế hoạch phi quân sự hóa Ukraine
một trong những mục tiêu chính mà Nga đã đề ra khi bắt đầu chiến dịch vào cuối tháng 2 năm 2022 ở nước láng giềng. Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ trong việc cung cấp tên lửa phòng thủ, đặc biệt là hệ thống Patriot, bằng cách nói rằng Ukraine cần ít nhất 7 hệ thống này để bảo vệ lãnh thổ. Ông cho biết, Nga đã căn chỉnh cuộc tập kích để khiến hệ thống phòng thủ Ukraine gặp khó khăn nhiều nhất có thể. Mỗi tên lửa bị bắn rơi hôm nay đều là kết quả có ý nghĩa. Trong khi các quan chức ở Kiev đang mừng vui trước việc Mỹ thông qua gói viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, những người dân ở những khu vực chiến sự nóng nhất đang lo ngại rằng cuộc chiến có thể kéo dài và các quan chức tham nhũng sẽ hưởng lợi. Sau khi gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine được thông qua, Tổng thống Biden đã cam kết rằng việc vận chuyển vũ khí sẽ bắt đầu ngay lập tức. Các quan chức hàng đầu của Ukraine, trong đó có Tổng thống Zelensky, đã tỏ ra rất vui mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với Mỹ. Tuy nhiên, theo The Daily Beast, phản ứng từ những người dân gần chiến tuyến lại có vẻ khác biệt. Khi The Daily Beast kể lại cho anh Oleg, một người dân đến từ Santivka, một phần của thành phố Kharkov nơi đã bị tấn công nhiều lần bởi tên lửa Nga, về những sự kiện ở Washington DC trong tuần này, anh chỉ thở dài và nói, bây giờ cuộc chiến này sẽ tiếp tục. Phần lớn các tòa nhà dân cư, cơ sở kinh doanh và cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực này đã bị hư hại nghiêm trọng. Anh cho biết mình không ủng hộ Nga và không muốn sống dưới sự kiểm soát của Moscow. Anh cũng có rất nhiều bạn bè đang chiến đấu ở tiền tuyến. Một số trong số họ đã bị thương nặng hoặc thậm chí là thiệt mạng. Và anh đã phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn khỏi cuộc chiến. Anh Oleg nhấn mạnh rằng anh chỉ muốn thấy cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên anh không tin rằng khoản viện trợ hơn 61 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ sẽ giúp Ukraine đạt được chiến thắng trong cuộc xung đột. Anh lý giải, khoản viện trợ mới sẽ chỉ kéo dài xung đột khiến dân thường và quân đội mệt mỏi. Mọi người muốn hòa bình và đàm phán, không ai muốn xung đột tiếp tục. Không chỉ anh Oleg, một số cư dân khác ở Kharkov cũng đang cảm thấy lo lắng và tức giận vì việc Mỹ tiếp tục cung cấp viện trợ. Điều này đối lập hoàn toàn với sự vui mừng của những người sống ở xa vùng chiến tuyến. Cô Olena, một nhân viên của một quán cà phê địa phương ở Kharkov, chia sẻ với The Daily Beast rằng cô đang xem xét khả năng rời khỏi thành phố quê hương để đến gặp con trai ở Đức nếu cuộc xung đột tiếp tục leo thang. Cô Olena thổ lộ rằng cô yêu quý Ukraine và mong muốn thấy họ chiến thắng trong cuộc đấu, nhưng cô cũng tin rằng Nga có thể nhanh chóng giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Người này nói, liệu chúng ta có chiến thắng trong cuộc chiến nếu được trao những vũ khí đó không? Tôi rất nghi ngờ về điều đó. Bên cạnh đó, cô nhấn mạnh thêm rằng số vũ khí mới chủ yếu chỉ là giọt nước trong xô. Ông Vladimir, 45 tuổi, một công nhân xây dựng ở Kharkov, nói rằng hơn 60 tỷ đô la Mỹ cuối cùng sẽ chỉ mang lại lợi ích cho các quan chức tham nhũng, ông cho biết. Tiền chỉ mang lại lợi ích cho các chính trị gia. Họ mua nhà, căn hộ trong khi bạn bè của chúng tôi đang phải chiến đấu. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng tiền viện trợ từ nước ngoài đã được các chính trị gia Ukraine sử dụng để mua những món đồ xa xỉ chứ không phải trao cho những người thực sự cần, như những người lính bị thương, người già hay những người đã mất tất cả vì xung đột. Ông Vladimir nhấn mạnh, trong suy nghĩ của tôi và tất cả bạn bè tôi, số tiền này không giúp ích gì cho Ukraine. Đất nước chúng tôi vẫn đang chìm trong nạn tham nhũng. Ông cũng thừa nhận rằng ngay bây giờ, ông không nghĩ Ukraine sẽ thắng trong cuộc chiến. Khi cuộc chiến nổ ra, ông Vladimir chia sẻ rằng ông được thuê để xây dựng lại một nhà máy lớn ở Kharkov đã bị Nga ném bom với tiền tài trợ từ Đức. Tuy nhiên, phần lớn số tiền đó đã biến mất và kết quả là nhiều công nhân, bao gồm cả ông Vladimir, đã không nhận được lương. Ông tin rằng nếu không có vấn đề tham nhũng, Ukraine có thể đã chiến thắng trong cuộc đấu này. Nhưng với sự tồn tại của tham nhũng, viện trợ mới cho Kiev không đảm bảo rằng Ukraine sẽ chiến thắng, ông Vladimir nhấn mạnh. Điều đó không có nghĩa là Ukraine sẽ thắng trong cuộc chiến vì viện trợ sẽ đến tay chính phủ trước. Thay vào đó sẽ có nhiều sự tàn phá hơn. Chúng ta phải ngồi xuống và đàm phán trước khi toàn bộ cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy. Một người dân khác ở Kharkov, tên là Ania, chia sẻ rằng bà tin Nga có thể kiểm soát toàn bộ Ukraine trong vòng 6 tháng tới và bà quả quyết sẽ ở lại Kharkov bất kể ai kiểm soát thành phố. Bà Ania lo ngại về việc các quan chức chính phủ tiếp tục tham nhũng và lạm dụng tiền viện trợ. Bà cũng nhấn mạnh rằng binh lính không còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa và mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Con trai của bà Ania từng là một lính trong lực lượng vũ trang Ukraine và đã thiệt mạng trong trận chiến gần Bakhmut vào tháng 12 năm ngoái. Trước khi anh qua đời, bà Ania thường phải tự mua đồ cho con trai như quần áo, đạn dược và thậm chí cả súng trường vì anh không nhận được đủ sự hỗ trợ từ chính phủ. Một binh sĩ tên là Artem đang điều trị tại bệnh viện tâm thần ở Kharkov mà The Daily Beast đã nói chuyện cũng cho biết anh sẽ phải sớm quay trở lại tiền tuyến. Tuy nhiên, anh không muốn đi và chỉ mong xung đột kết thúc. Khi trò chuyện, anh Artem đã khóc và nói rằng điều duy nhất giúp anh có động lực chiến đấu trên tiền tuyến chính là những người đồng đội của anh.
Khi được hỏi anh cảm thấy thế nào khi phải quay trở lại chiến đấu với đôi mắt đậm lệ, anh Artem nói: "Hãy nhìn vào mắt tôi." Anh cũng tuyên bố thêm rằng viện trợ mới của Mỹ sẽ không giúp ích được gì cho những binh sĩ ở tiền tuyến như anh. Artem khẳng định: "Tôi nghĩ Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến. Tôi không muốn quay lại chiến trường." Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Efimerida, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis khẳng định rằng Athens sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot hoặc S-300 cho Ukraine. Ông Mitsotakis nêu rõ, Hy Lạp đã hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả các biện pháp phòng thủ. Tuy nhiên từ đầu, chúng tôi đã tuyên bố rằng Hy Lạp không thể cung cấp các hệ thống phòng không quan trọng đối với khả năng Rande của quốc gia. Hy Lạp đã cung cấp cho Ukraine hàng nghìn tên lửa, chất nổ, xe bộ binh, bom, đạn dược và tên lửa chống tăng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 3 năm nay, truyền thông Hy Lạp Athen đang xem xét việc chuyển sang hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất cho Ukraine, nếu nước này có thể mua được hệ thống MIM-104 Patriot của Mỹ. Bên cạnh đó, truyền thông địa phương đồn đoán về việc một thỏa thuận trao đổi có thể diễn ra với Mỹ để thay thế hệ thống Patriot tại Athen hoặc hệ thống S-300 trên đảo Crete. Tuy nhiên, Thủ tướng Mitsotakis dường như đã làm sáng tỏ các thông tin này trong cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 4. Ông nhấn mạnh, các hệ thống phòng không mà bạn đề cập rất quan trọng để bảo vệ không phận của Hy Lạp và sẽ không được cung cấp cho Ukraine. Hy Lạp từ lâu đã có mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ khi hai nước láng giềng tiến gần đến xung đột quân sự vào năm 1987 và 1996. Trong những năm gần đây, cả hai nước cũng lên tiếng cáo buộc phía bên kia vi phạm không phận. Trong khi đó, Ukraine đang cần lực lượng phòng không để giúp chống lại các cuộc tấn công của Nga. Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói với tờ Washington Post Mỹ rằng nhóm của ông đã xác định được hơn 100 hệ thống phòng không Patriot mà họ tin rằng các đồng minh có thể không cần đến. Ông Kuleba tiết lộ đã xác định được 4 quốc gia châu Âu và châu Á sở hữu hệ thống Patriot có thể được gửi ngay tới Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể các quốc gia. Trong khi đó, hồi đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần 25 hệ thống Patriot với mỗi hệ thống có từ 6 đến 8 khẩu độ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Hiện Ukraine chỉ có từ 3 đến 5 hệ thống Patriot và số lượng cũng như địa điểm triển khai chính xác được giữ bí mật. Ngày 26 tháng 4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan tuyên bố năng lực phòng không của Mỹ đang trải rộng khắp toàn cầu và Washington không có Patriot nào để dành cho Ukraine. Theo ông Sullivan, Mỹ không sẵn sàng mạo hiểm phá hoại an ninh của chính mình, nhưng chính phủ Mỹ đang làm việc suốt ngày đêm để gây áp lực lên Liên minh châu Âu EU, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các đối tác khác nhằm chia sẻ khả năng phòng không của họ với Kiev. Trong bài phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của nhóm liên hệ phòng thủ Ukraine hôm 26 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã yêu cầu ít nhất 7 khẩu đội Patriot từ các nhà tài trợ của mình, nhưng Mỹ, người ủng hộ chính của Kiev, được cho là không có tên lửa dự phòng. Sau đó cùng ngày, ông Sullivan nói với MSNBC rằng các hệ thống Patriot của Mỹ hiện đang được triển khai trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Đông, để bảo vệ quân đội Mỹ. Quan chức Mỹ nhấn mạnh, nếu chúng tôi có thể mở khóa thêm các khẩu đội Patriot của Mỹ, chúng tôi sẽ gửi chúng đi. Nhưng chúng tôi đang thực hiện rất nhiều việc cung cấp tên lửa thực sự cho các khẩu đội được bắn đi. Lầu Năm Góc thực sự đã cam kết bổ sung thêm đạn dược Patriot như một phần của gói hỗ trợ lịch sử trị giá 6 tỷ đô la Mỹ được công bố hôm 26 tháng 4. Tuy nhiên, các tên lửa đánh chặn có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để đến nơi vì lô hàng này sẽ không có trong kho dự trữ hiện có của Lầu Năm Góc và thông báo thể hiện sự khởi đầu của quá trình ký hợp đồng với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Một khẩu đội MIM-104 Patriot do tập đoàn vũ khí khổng lồ Raytheon của Mỹ sản xuất có giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ và bao gồm nhiều bộ phận gắn trên xe tải, bao gồm năng lượng, radar, anten, thiết bị điều khiển tương tác và các phương tiện hỗ trợ khác, cũng như 8 bệ phóng với tên lửa đánh chặn. Mỹ đã sản xuất hơn 1.100 bệ phóng Patriot trong nhiều năm và ước tính có hàng trăm chiếc đang hoạt động và cất giữ, nhưng chỉ gửi một khẩu đội duy nhất tới Ukraine. Thêm 2 khẩu đội đầy đủ được Đức tặng, trong khi Hà Lan dùng chung 2 bệ phóng. Ông Sullivan cũng cho biết thêm, trong khi chờ đợi, những gì chúng tôi sẽ làm là hợp tác với các đối tác châu Âu và các đối tác ở những nơi khác trên thế giới để yêu cầu họ cung cấp thêm khả năng phòng không cho Ukraine. Ngoài Đức và Hà Lan, có Ba Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Romania cũng nằm trong số các quốc gia châu Âu vận hành hệ thống Patriot. Trong khi Berlin gần đây hứa sẽ cung cấp thêm một khẩu Patriot nữa cho Ukraine, thì Warsaw vào đầu tuần lại tiết lộ rằng họ không có hệ thống phòng không nào dự phòng. Military Watch mới đây dẫn nguồn tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước Nga cho biết, việc sản xuất động cơ tua bin khí cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 đã được Bộ Quốc phòng Nga khởi động lại tại nhà máy kỹ thuật Kalusky Engineer, thường được gọi là Kaluga. Động cơ tua bin khí đa nhiên liệu GTD-1250 đang được sản xuất với quy mô lớn.
Đây là động cơ tiên tiến nhất trong dòng GTD-1000, được thiết kế để cung cấp năng lượng cho biến thể T80 mới nhất là T80-BVM. Động cơ GTD-1250 có thể chạy bằng nhiều loại nhiên liệu từ diesel, dầu hỏa, xăng và nhiều hỗn hợp khác nhau. Đây là một khả năng được đánh giá cao bởi trong điều kiện chiến đấu sẽ không có sẵn nguồn nhiên liệu phù hợp để cung cấp cho xe tăng. Thông tin này trùng hợp với chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu tới nhà máy xe tăng Omschanmat. Nhà máy này từng là nơi sản xuất xe tăng T-80 cho đến giữa những năm 1990 và hiện đang chịu trách nhiệm tân trang và hiện đại hóa chiếc xe này. Cơ sở này đã bắt đầu tái trang bị lại cho hàng trăm chiếc T-80 từ kho cất giữ kể từ khi nổ ra xung đột toàn diện giữa lực lượng Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Vào thời điểm xung đột xảy ra, quân đội Nga đang ưa chuộng sử dụng T-72 và T-90 do những chiếc xe tăng này có chi phí vận hành rẻ hơn nhiều so với T-80. Do động cơ tua bin khí có chi phí cao, nên loại động cơ này chỉ được sử dụng trên xe tăng T-80 của Nga và xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Còn các loại xe tăng khác như T-72 và T-90 sử dụng động cơ diesel rẻ hơn đáng kể cả về sản xuất và bảo trì. Đây là yếu tố chính khiến Bộ Quốc phòng Nga ưa chuộng hai lớp xe tăng này hơn T-80 trong những năm hậu chiến tranh lạnh và là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm đáng kể chi tiêu cho ngân sách. Tuy nhiên, thực tế vận hành T-80 trên chiến trường Ukraine đã khiến Bộ Quốc phòng Nga phải xem lại những đánh giá trước đây, đặc biệt là về hiệu quả chi phí của loại xe tăng này so với các xe tăng khác hiện có của Nga. Truyền thông nhà nước Nga tuyên bố vào tháng 9 năm 2023 rằng công việc đã bắt đầu tại nhà máy Omschanmat để khởi động lại việc sản xuất T-80 sau gần 3 thập kỷ gián đoạn. Việc Omschanmat sản xuất lại T-80 sẽ giúp nhà máy xe tăng Uran và Gonzavod có thêm điều kiện để tăng sản lượng sản xuất T-90M và T-14 Armata. Một số chuyên gia quân sự còn suy đoán rằng rất có thể sẽ có một biến thể T-80 mới với những cải tiến mạnh mẽ được phát triển như tháp pháo không người lái và khoang lái được bọc thép tương tự như trên các nguyên mẫu T-14 Armata. Các báo cáo từ tiền tuyến đã chứng minh hiệu suất cao của T-80 và quân đội Nga đã tiếp tục biên chế thêm phiên bản mới nhất T-80-BVM cho các đơn vị tuyến đầu ở Ukraine. Một chỉ huy quân đội Nga chiến đấu trực tiếp với các đơn vị sử dụng xe tăng Leopard của Ukraine đã nhấn mạnh khả năng cơ động tuyệt vời của T-80 khi so với Leopard khi được truyền thông địa phương phỏng vấn. Những chiếc Leopard đang chìm trong bùn, chúng liên tục mắc vào bùn lầy. Chúng tôi có thể quan sát từ máy bay không người lái cách chúng được kéo ra khỏi bùn. Xe của chúng tôi có động cơ tua bin khí. Nó không sợ bùn, nó có thể vượt qua địa hình lầy lội dễ dàng. Đây là sự khác biệt cho phép xe tăng của chúng tôi hoạt động trong mọi thời tiết, hỗ trợ bộ binh và vượt qua chiến hào của đối phương dễ dàng. Ngoài lợi thế về tính cơ động, động cơ tua bin khí của T-80-BVM còn được đánh giá cao nhờ khả năng khởi động nhanh trong điều kiện cực lạnh. Đây là lý do chính để Nga vẫn tiếp tục duy trì hoạt động một số lượng nhỏ lớp xe tăng này kể từ khi Liên Xô tan rã. T-80 có thể hoạt động hiệu quả ở khu vực Bắc Cực, trong khi các loại xe tăng sử dụng động cơ diesel thường mất hơn nửa giờ để khởi động ở nhiệt độ dưới âm 20 độ C. Ngày 26 tháng 4, Cơ quan An ninh Liên bang FSB thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm bị cáo buộc hỗ trợ Ukraine và lên kế hoạch tấn công các địa điểm an ninh, quân sự của Moscow. FSB cho biết, hai người này bị cáo buộc hỗ trợ cho Ukraine khi lên kế hoạch tấn công các cơ quan cảnh sát và các cơ sở quân sự của Nga. Cũng theo FSB, các nghi phạm thuộc một tổ chức dân tộc cực đoan và bị bắt ở vùng Volgograd gần Ukraine. Nhiều khối thuốc nổ và súng cũng đã bị lực lượng chức năng tịch thu trong vụ bắt giữ này. FSB cho biết thêm các nghi phạm chưa được xác định danh tính đã thiết lập liên lạc với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine và lên kế hoạch tấn công một đồn cảnh sát, văn phòng tuyển quân và các mục tiêu khác ở Polsky. Tuyên bố của FSB cũng cho hay những người bị giam giữ còn lên kế hoạch tấn công những nơi công cộng. Sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, Moscow đã bắt giữ nhiều cá nhân, chủ yếu là người Nga bị cáo buộc hỗ trợ Kiev hoặc âm mưu tấn công các cơ sở quân sự của Nga. Các nguồn tin của Nga, bao gồm cả tổ chức tư vấn chỉ bà mới đây tiết lộ rằng 7 máy bay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bao gồm 4 máy bay trinh sát điện tử và 3 máy bay không người lái, đã tiến hành do thám, khảo sát vị trí phòng không của Nga trên bán đảo Crimea. Động thái này được cho là đã xảy ra trong suốt ngày 23 và 24 tháng 4. Chiba tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng 3 tên lửa ADM-160, MALD-1000. Mỗi tên lửa bắn vào các địa điểm khác nhau trên bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát, bao gồm Sevastopol, Stereguste và Kharkiv. Chiba đưa tin, các vụ phóng này diễn ra xen kẽ trong suốt ngày 23 tháng 4, khi một chiếc Boeing B-8 Poseidon MPA bay lượn trên vùng biển đen gần lãnh hải của Romania. Một cặp MQ-9A cũng được hình thành gần lãnh hải của Bulgaria.
Cả hai máy bay đều thuộc lực lượng không quân Mỹ. Ngoài ra, một máy bay trinh sát Boeing RC-135 Riverzone của Anh cũng thực hiện các nhiệm vụ trên Biển Đen cùng ngày hôm đó. Pháp đã đóng góp vào hoạt động này bằng cách triển khai radar bay E-3Sentry AVKACS, máy bay thông tin liên lạc, giám sát và cảnh báo sớm trên không, được hộ tống bởi 4 máy bay chiến đấu Dassault Rafale. Nhiệm vụ trinh sát tiếp tục vào ngày 24 tháng 4 với sự tham gia của máy bay G550 CAEVK của Ý và máy bay Northrop Grumman GQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ. Máy bay không người lái này được coi là máy bay tiếp cận gần nhất với không phận bán đảo Crimea. Các nhiệm vụ của chúng bao gồm việc rà soát kỹ lưỡng miền Nam Crimea, chủ yếu là Sevastopol, kéo dài tới lục địa Nga xung quanh thành phố Novorossiysk. Trong khi đó, máy bay G550 CAEVK của Ý chủ yếu tiến hành các hoạt động ở khu vực phía Tây Biển Đen, tiếp giáp với không phận Romania và Bulgaria. Nhiệm vụ quét chủ yếu tập trung ở phía Tây Nam Crimea, bao gồm Sevastopol. Theo G3, việc triển khai 7 máy bay NATO dò thám Crimea được cho là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp tới. Tờ báo này suy đoán rằng cao cất ở Crimea có thể trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS. Báo cáo xác nhận rằng Mỹ gần đây đã âm thầm cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Có thông tin rằng tên lửa này thực tế đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào buổi sáng ngày 17 tháng 4, trong đó lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công thành công căn cứ không quân của Nga ở Crimea. Theo phân tích của G3, vụ tấn công tiềm năng bằng tên lửa ATACMS của Ukraine được cho là có thể xảy ra trong tuần nghỉ lễ tháng 5 của Nga. G3 dự đoán ngày 7 tháng 5 có thể là một ngày khả thi. Một ngày khác được đề xuất là ngày 9 tháng 5, chung với lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga. Theo truyền thống sẽ được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ. Ngoài cầu Crimea, G3 suy đoán rằng căn cứ chỉ huy của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol cũng có thể bị nhắm mục tiêu. Các cuộc tấn công tiềm năng này có thể gây nguy hiểm cho nguồn lực hải quân Nga, gây nguy hiểm cho nhiều tàu, tàu tên lửa và các tàu khác. Công ty Skydio của Mỹ đã gửi hàng trăm máy bay không người lái UAV tốt nhất của mình để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, thực tế các thiết bị này gặp nhiều trục trặc và hiệu quả thấp. Máy bay không người lái của Skydio liên tục trạch hướng và bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga đánh bại. Công ty đã phải nghiên cứu lại, phát triển và xây dựng các mẫu UAV mới khác. Hầu hết các UAV nhỏ của các công ty khởi nghiệp Mỹ chế tạo đều không thể hoạt động tốt trên chiến trường, khiến doanh thu và danh tiếng của họ cũng bị suy giảm. Đây cũng là tin xấu đối với Lầu Năm Góc, bởi chính quân đội Mỹ cũng đang cần nguồn cung cấp đáng tin cậy hàng nghìn UAV cỡ nhỏ. Giám đốc điều hành Skydio Adam Bright đánh giá rằng hiệu suất chung của mọi loại máy bay không người lái của Mỹ ở Ukraine là chúng không hoạt động tốt như các hệ thống khác. Ông Bright cho biết thêm, UAV của Skydio không phải là một sản phẩm thành công trên tiền tuyến. Bên cạnh đó, các giám đốc điều hành của công ty UAV Skydio, những người Ukraine ở tiền tuyến, các quan chức chính phủ Ukraine và các cựu quan chức quân đội Mỹ cho biết, các máy bay UAV do Mỹ sản xuất thường đắt tiền, bị lỗi và sửa chữa phức tạp. Tờ tạp chí Forbes dẫn lời các quan chức chính phủ Ukraine lưu ý rằng máy bay không người lái do Mỹ sản xuất rất mỏng manh và không thể vượt qua các công nghệ áp chế điện tử và gây nhiễu GPS của Nga. Đôi khi, UAV do Mỹ sản xuất không thể cất cánh, thường không thể bay theo tuyến bản đồ có sẵn và sức chứa kém, thậm chí bay lạc và không quay trở lại. Các công ty sản xuất UAV của Mỹ cho biết họ không lường trước được mức độ tác chiến điện tử ở Ukraine. Trong trường hợp của Skydio, UAV của họ được phát triển vào năm 2019 để đáp ứng các tiêu chuẩn liên lạc do quân đội Mỹ đặt ra. Để thay thế, Ukraine đã tìm nguồn cung và phụ tùng UAV giá rẻ của Trung Quốc nhằm lấp đầy khoảng trống cho kho vũ khí UAV của nước này. Hiện quân đội Ukraine được cho là sử dụng UAV có sẵn của Trung Quốc, hầu hết do công ty SZDGE Technology thâm quyến Trung Quốc sản xuất. Thứ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Georgi Dubinsky cho biết, Ukraine muốn thử nghiệm và sử dụng nhiều UAV của Mỹ hơn. Mặt khác, chúng tôi cũng đang phải tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí khác. Tờ tạp chí Forbes đưa tin, Ukraine cũng đã phát triển ngành công nghiệp UAV nội địa dựa vào nguồn cung linh kiện của Trung Quốc. Các nhà máy Ukraine sản xuất hàng trăm nghìn chiếc UAV nhỏ, chi phí thấp và có thể mang theo chất nổ. Ngoài ra, nước này còn chế tạo những UAV lớn hơn để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cũng như có thể tiếp cận các tàu chiến Nga ở Biển Đen. Quân đội Ukraine sử dụng khoảng 10.000 UAV mỗi tháng. Số tiền này sẽ không đủ khả năng chi trả nếu nước này mua UAV đắt đỏ do Mỹ sản xuất. Nhiều UAV thương mại của Mỹ có giá cao hơn hàng chục nghìn đô la Mỹ so với mẫu của Trung Quốc. Mới đây, trong bài phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO gồm Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Tajikistan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng Moscow và các đồng minh ở châu Á nên mở rộng các cuộc tập trận chung trong thời gian tới.
Theo ông Shoigu, Nga và các đồng minh ở châu Á đang phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng ảnh hưởng an ninh trong khu vực. Ông Shoigu nhấn mạnh, tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt ở đây đều có chung quan điểm rằng việc Mỹ và các đồng minh triển khai cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực là không thể chấp nhận được. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, những động thái như vậy phải được coi là mối đe dọa trực tiếp tới sự ổn định trong không gian SCO. Ông nói thêm, các nước thành viên SCO nên mở rộng phạm vi và địa điểm diễn tập quân sự của mình. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Shoigu cũng cáo buộc Khối Quát và AUKUS do Mỹ đứng đầu đang cố gắng định hình lại cấu trúc an ninh ở Thái Bình Dương cho phù hợp với họ, đồng thời cho rằng Trung Quốc đang chịu áp lực ngày càng tăng về vấn đề Đài Loan. Theo ông Shoigu, Mỹ đang nỗ lực khôi phục ảnh hưởng trong khu vực mà nước này đã đánh mất sau khi rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Bài phát biểu của Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh ý định của Nga trong việc tăng cường quan hệ quân sự với các đối tác ở châu Á nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Trong vấn đề Ukraine, Bộ trưởng Shoigu cho biết các cố vấn nước ngoài đang giúp Kyiv chuẩn bị hành động phá hoại trên lãnh thổ Nga và chính Ukraine đang sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Moscow. Phòng không Nga lại tiếp tục chuỗi thành tích không vui khi hạ thêm một máy bay chiến đấu Su-27SM-3 của chính mình ngay trên bầu trời bán đảo Crimea. Theo đó, mới đây, một máy bay chiến đấu khác là Su-35 cũng vô tình bị bắn nhầm. Su-27SM-3 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, viết tắt là VKS, đã phục vụ được 30 năm. So với Su-35 và Su-30SM thì khả năng tác chiến trên không của nó khá lạc hậu, trong khi khả năng tấn công mặt đất cũng hạn chế do chỉ có thể thả bom thường và phóng tên lửa không có điều khiển. Vì vậy, những chiếc Su-27SM-3 không thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine, mà chỉ thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình Storm Shadow do máy bay ném bom Su-24M của Ukraine phóng vào Crimea. Trong thời gian qua, VKS Nga chủ yếu là không quân chiến thuật tiếp tục thể hiện tốt trên chiến trường, thả hàng nghìn quả bom lượn có điều khiển vào các mục tiêu ở Ukraine và có rất ít máy bay chiến đấu của họ bị phòng không Ukraine hạ gục. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra ở phía sau hậu phương khi tiêm kích Su-27SM-3 bị chính lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Thị trường Sevastopol, Ravozaev cho biết một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã bị tai nạn rơi xuống biển trong một cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Phi công trên máy bay đã kịp thời nhảy dù thành công. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được phi công cách bờ biển 200m và đưa anh đến bệnh viện Sevastopol. Trong ảnh có thể thấy đám cháy lớn của chiếc tiêm kích Su-27SM-3 bị rơi. Một khi bị tên lửa phòng không khóa chặt và nổ gần máy bay thì ít có cơ hội thoát. Phi công có thể bị tử vong trong buồng lái hoặc cơ cấu ghế phóng bị hỏng, khiến phi công không thể phóng dù ra ngoài, cũng có thể dẫn đến thiệt mạng. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, quân đội Nga không sử dụng tiêm kích MiG-29 tham chiến. Ngược lại, chủ lực của không quân Ukraine hiện nay là máy bay ném bom Su-24, tiêm kích Su-27 và MiG-29. Nếu không quân Nga sử dụng nhiều MiG-29 ở tuyến đầu, thì tỷ lệ rơi máy bay có thể còn cao hơn nhiều. Một số chuyên gia cho rằng, việc quân đội Ukraine liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và UAV khiến lực lượng phòng không Nga rất nhạy cảm. Tuy nhiên, dường như hệ thống nhận dạng đối thủ và mình của quân đội Nga gặp nhiều vấn đề lớn khi liên lạc giữa không quân và phòng không mặt đất liên tục bị trục trặc. Đáng lo ngại là các máy bay chiến đấu Su-27, Su-35 và máy bay cảnh báo sớm A-50U được cho là vô tình bị bắn trúng trước đó đều nằm trên không phận Nga. VKS Nga hiện nay có thể nói đã chịu tổn thất không nhỏ. Các máy bay chiến đấu Su-34 hay Su-35 tiên tiến nhất và máy bay cảnh báo sớm A-50U vẫn có thể bị phòng không Ukraine bắn hạ. Nguyên nhân sâu xa là việc VKS Nga tham chiến ở Syria, nơi phiến quân có lực lượng phòng không gần như bằng không. Chính điều kiện chiến trường như vậy có thể đã khiến lãnh đạo quân đội Nga cũng như không quân Nga nảy sinh tâm lý chủ quan, coi thường đối thủ, xem nhẹ các mối đe dọa đối với máy bay từ mặt đất. Từ tâm lý chủ quan này khiến họ cũng chưa ý thức được tầm quan trọng của việc cải tiến vũ khí hàng không tấn công tầm xa. Kết quả là những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại của lực lượng không quân chiến thuật Nga như Su-30SM, Su-34 và cả Su-35 vẫn phải sử dụng bom thường, theo phương pháp lạc hậu cắt bom ngay trên đầu mục tiêu. Chiến thuật ném bom lạc hậu này của Nga đã khiến hàng loạt máy bay chiến đấu của họ bị phòng không dã chiến Ukraine bắn hạ trong giai đoạn đầu cuộc xung đột. Thậm chí có thời gian, lực lượng không quân chiến thuật của Nga rơi vào khủng hoảng, hạn chế xuất kích. Cuộc khủng hoảng được cho là đã tạm thời chấm dứt khi Nga đưa hàng loạt bom thường có gắn mô đun cánh lượn UMPK, biến những quả bom thường thành bom có điều khiển với giá thành rẻ, số lượng lớn, qua đó kịp thời chi viện hỏa lực mạnh cho lực lượng mặt đất chiến đấu. Về nguyên nhân trực tiếp, đó chính là việc không quân Nga thiếu chiến thuật chế áp phòng không đối phương và sự phối hợp,
hiệp đồng chiến thuật phòng không ở các vị trí chiến lược. Nga có vẻ cũng đang tụt hậu về công nghệ tự động hóa nhận diện địch ta giữa phòng không và không quân, do các hệ thống này phần lớn vẫn từ thời Liên Xô phát triển và được Nga cải tiến, chứ không phải là các hệ thống mới mang tính đột phá. Quân đội Nga tụt hậu không chỉ về công nghệ quân sự mà còn cả về triết lý quân sự, như việc sử dụng bom lượn có điều khiển từ bom thường, người Mỹ đã vượt lên từ hơn 20 năm trước. Chỉ khi máy bay chiến đấu Nga bị bắn rụng liên tục, họ mới gấp rút phát triển bom UMPK. Hay tư duy về việc sử dụng UAV trên chiến trường, giai đoạn đầu của cuộc chiến, họ cũng tụt hậu ít nhiều so với Ukraine. Nhưng rất may là lãnh đạo quân đội Nga đã kịp sửa sai khi phát triển cả bom lượn có điều khiển và UAV các loại. Tuy nhiên, cho đến nay, lãnh đạo quân đội Nga chưa chú trọng sử dụng UAV vũ trang tích hợp giám sát và chiến đấu, mà họ vẫn chủ yếu dựa vào UAV cảm tử Lancet, nhưng tầm hoạt động của chúng quá ngắn. Nếu Nga không có UAV cảm tử kiểu Shahed-136 được cho là có xuất xứ từ Iran và cải tiến thành Gerald-2, thì họ làm sao có thể tiêu hao được số tên lửa phòng không quý giá của Ukraine? Thậm chí UAV trinh sát chiến thuật chủ lực của Nga là Orlan-10 cũng sử dụng camera dân sự khiến hình ảnh thiếu sắc nét. Điều này nhấn mạnh rằng quân đội Nga có lẽ chưa tận dụng bài học kinh nghiệm và không dùng nhiều tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa cùng UAV cảm tử cho các cuộc đột kích nhằm bảo vệ lực lượng chiến đấu mặt đất hiệu quả, giảm thương vong nhiều nhất có thể. Đối với bộ binh cũng vậy, quân đội Nga vẫn kiên trì cách đánh cận chiến mà chưa mạnh dạn triển khai chiến thuật tiến công liên tục từ xa đến gần, dùng hỏa lực pháo binh, tên lửa, bom dẫn đường chính xác để diệt các mục tiêu có giá trị cao của đối phương. Chỉ đến khi các tuyến phòng thủ của Ukraine ở tuyến tiếp xúc hoàn toàn sụp đổ thì họ mới cho bộ binh tiến về phía trước. Sukhoi Su-35, định danh NATO, Flanker E+, có tên cũ là Su-27M hay T-10S-70, là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, hai động cơ, thế hệ 4+, do tập đoàn máy bay quân sự Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế Su-27 Flanker từ thời chiến tranh lạnh, để đối đầu với F-15 Eagle của Mỹ đang có ưu thế trên không tuyệt đối khi đó. Nguyên mẫu đầu tiên được ra mắt vào năm 1992 tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough Anh và trang bị cho không quân vũ trụ Nga từ năm 1995. Vòi phun động cơ AL-41F1S có thể di chuyển theo các hướng khác nhau, hỗ trợ cho các cánh lái, giúp Su-35 có vòng lượn cực hẹp, có khả năng tránh tên lửa cũng như ưu thế trong chiến đấu quần vòng. Tuy nhiên, nó không có khả năng bay với tốc độ siêu âm. Khi tăng tốc, vẫn phải sử dụng chế độ đốt sau. Trần bay của Su-35 là 18.000m, bằng F-15 và F-22 và cao hơn 3.500m so với FA-18ES Super Hornet, Rafale và F-35. Su-35 có dự trữ nhiên liệu nhiều hơn 22% so với Su-27, có thể đạt tốc độ tối đa 1m 2,25 ở độ cao lớn, bằng F-22 và nhanh hơn F-35, F-16, có khả năng tăng tốc tuyệt vời và bán kính chiến đấu 1.700 km không cần tiếp nhiên liệu trên không. Khi mang thêm 2 thùng nhiên liệu phụ, tầm bay đạt 4.500 km, có thiết bị tiếp nhiên liệu trên không. Không có khả năng tàng hình, nhưng nhờ điều chỉnh thiết kế cửa hút gió, vòi phun động cơ và sử dụng rộng rãi vật liệu hấp thụ sóng radar, Su-35 có tiết diện phản xạ radar RCS chỉ từ 1 đến 3 m2. Với 8 tấn vũ khí được tích hợp, trong chiến đấu ngoài tầm nhìn, Su-35 có thể sử dụng tên lửa R-77 Vimpel, định danh NATO AA-12AD, tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar, có tầm bắn đến 175 km, tính năng tương đương với tên lửa AIM-120 của Mỹ. Nó còn được trang bị tên lửa R-27 tầm trung và R-37 tầm xa, dùng để loại bỏ máy bay cảnh báo sớm AWACS, tác chiến điện tử EVK và tiếp liệu trên không. Trong không chiến tầm gần, Su-35 sử dụng tên lửa dẫn đường hồng ngoại R-73 Vimpel, định danh NATO AA-11 Archer, có khả năng bắt mục tiêu bằng thiết bị cảm ứng gắn trên mũ bay phi công. Đầu dò tên lửa có thể nhìn thấy mục tiêu ở góc 60 độ, tầm bắn 300m đến 30 km và một pháo cỡ nòng 30mm với cơ số đạn 150 viên. Ngày 26 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Garaei Astiani tại Kazakhstan. Theo hãng thông tấn RIA, trong cuộc gặp này, Bộ trưởng Shoigu nói rằng Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác quân sự và kỹ thuật với Iran. Ông Shoigu nhấn mạnh mối liên hệ giữa các cơ quan quân sự của hai nước đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Theo Reuters, cuộc gặp diễn ra khi hai bộ trưởng tham dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải CSO tại thủ đô Astana, Kazakhstan. CSO là một tổ chức hợp tác bao gồm Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Cũng tại cuộc họp của CSO, ông Shoigu cho rằng Nga và các đồng minh ở châu Á nên mở rộng các cuộc tập trận chung
vì họ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng ảnh hưởng an ninh trong khu vực. Ông Shoigu nói, tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt đều có chung quan điểm rằng việc Mỹ và các đồng minh triển khai cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực là không thể chấp nhận được. Những ý định như thế phải bị xem là mối đe dọa trực tiếp tới sự ổn định trong không gian CSO. Bài phát biểu của ông Shoigu còn nhấn mạnh ý định của Nga trong việc tăng cường quan hệ quân sự với các đối tác ở châu Âu và chống lại bất kỳ sự xói mòn ảnh hưởng nào của nước này ở khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nói rằng mối đe dọa chính ở Trung Á đến từ các nhóm khủng bố cực đoan ở Afghanistan. Ông cho rằng Mỹ đang nỗ lực khôi phục ảnh hưởng trong khu vực sau khi rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Hôm 26 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình phát thanh Sirius XM. Tại đây, ông Biden nói rằng ông sẵn sàng vui vẻ tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông Biden vẫn chưa có dự tính về thời điểm và địa điểm hai người gặp nhau tranh luận. Sau khi Tổng thống Biden công khai đồng ý tranh luận, đội ngũ của ông Trump đã nhanh chóng phản ứng sau. Cố vấn tranh cử cấp cao của ông Trump, Chris LaCivita, lập tức đăng trên mạng xã hội X thông điệp, được rồi, hãy đặt lịch thôi. Vài tiếng sau, cựu Tổng thống Donald Trump cũng bắt đầu đăng hàng loạt bình luận trên mạng xã hội Truth Social nhắm vào ông Biden. Ông Trump cho rằng người kế nhiệm không nói thật lòng, nhưng ông đề xuất tranh luận trong các tối ngày 29, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 khi ông đến Michigan vận động tranh cử. Trong một đăng tải khác, cựu Tổng thống Trump bày tỏ bức xúc về vụ kiện chi tiền bịt miệng ở New York, thực chất là can thiệp bầu cử chống lại đối thủ chính trị như cuộc săn phù thủy. Ông cáo buộc phe Dân Chủ đứng sau cuộc chiến pháp lý và thách đấu với ông Biden ở New York, ngay tại tòa án trước ống kính truyền hình quốc gia. Khi rời New York vào chiều ngày 26 tháng 4, ông Trump lặp lại thông điệp khiêu chiến với Tổng thống Biden. Chúng tôi đã sẵn sàng, cứ thông báo địa điểm rõ ràng, tôi có thể tranh luận cả ở Nhà Trắng, nếu làm ở đấy thì thoải mái quá. Cho đến thời điểm hiện tại, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden vẫn từ chối cam kết tham gia bất kỳ buổi tranh luận công khai nào với ông Trump, vốn là truyền thống mỗi mùa bầu cử Mỹ kể từ năm 1976. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Biden cho biết, mọi quyết định tranh luận sẽ được cân nhắc dựa trên cách hành xử của cựu Tổng thống. Ông Trump không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào trong vòng bầu cử sơ bộ vừa qua. Tổ chức Ủy ban tranh luận Tổng thống CPD đã lên lịch tổ chức 3 sự kiện tranh luận giữa các ứng viên, gồm các ngày 16 tháng 9 tại Texas, mùng 1 tháng 10 tại Virginia và ngày 9 tháng 10 tại Utah. Hàng chục hãng truyền thông Mỹ đã gửi thư đề nghị ông Trump và ông Biden cam kết tham gia các buổi tranh luận. Trước đó, ông Trump từng chỉ trích CPD thiên vị ông Biden khi hai người tranh luận trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch COVID-19. Sau vòng tranh luận thứ hai, ông Trump phát hiện mắc COVID-19 và ông Biden tuyên bố không muốn có thêm bất kỳ buổi tranh luận trực tiếp nào nữa với đối phương. Trong bối cảnh có tin đồn Thủ tướng Benjamin Netanyahu và loạt quan chức giới quyền sắp bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh bắt giữ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công khai tuyên bố rằng bất kỳ phán quyết nào do ICC ở The Hague đưa ra sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel, nhưng sẽ đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Tờ Times of Israel đưa tin, trong một tuyên bố được chia sẻ trên Telegram, ông Netanyahu nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của tôi, Israel sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague nhằm làm suy yếu quyền cơ bản của Israel để tự bảo vệ mình. Mặc dù các quyết định của Tòa án ở The Hague sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel, nhưng chúng sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, đe dọa quân nhân và các nhân vật của công chúng. Theo Reuters, những tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi kênh 12, một trong những hãng truyền hình hàng đầu của Israel, mới đây đưa tin rằng chính quyền Israel ngày càng lo lắng trước khả năng ICC sẽ ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác vì cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế trong cuộc xung đột ở Gaza. Sau đó, kênh 13 của Israel cũng đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã tổ chức các cuộc họp bí mật về khả năng Tòa án Quốc tế ở The Hague ban lệnh bắt giữ quốc tế đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tham mưu trưởng Quân đội Hezi Halevi. Kênh 13 của Israel đưa tin rằng các cuộc họp diễn ra dựa trên dự đoán về khả năng lệnh bắt giữ quốc tế sẽ được ban hành nhắm vào các quan chức cấp cao ở Israel trong những ngày tới. Kênh này cho biết, theo thông tin và dấu hiệu mà các quan chức cấp cao ở Israel có được, có khả năng tòa án ở The Hague sẽ ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu, Yoav Gallant và Halevi. Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận, một số biện pháp tức thời đã được phê duyệt để Israel đáp trả động thái tiềm tàng này, bao gồm cả việc phát động một chiến dịch chính trị ở cấp độ quốc tế để chống lại lệnh bắt giữ tiềm năng này. Kênh 13 tiết lộ rằng ông Netanyahu sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào thứ tư tuần sau với những người đồng cấp từ Hà Lan, Cộng hòa Séc và Áo như một phần trong nỗ lực cản bước đi của tòa án ở The Hague. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer và Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog sẽ liên hệ với Quốc hội Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden.
Kênh 13 dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên của Israel nói thêm rằng ICC dự kiến sẽ tập trung vào các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Israel hơn là quan chức quân đội cấp thấp trong lệnh bắt giữ. Ông Netanyahu cũng được cho là đã khẩn cấp gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Dermer, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yair Levin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Katz để thảo luận về vấn đề này và kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ. Đầu năm nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một loại bom lượn tầm xa. Loại vũ khí này chưa được đặt tên chính thức nhưng tạm gọi là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB của Boeing đã được gửi đến Ukraine để hỗ trợ tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi so với tên lửa hiện tại có thể đạt được. Việc chuyển giao quả bom phù hợp cho Ukraine vào cuối tháng 1 năm nay đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Các chuyên gia quân sự đánh giá nó có thể buộc Nga phải di rời nguồn cung cấp ra xa hơn tuyến đầu. Tuy nhiên, người đứng đầu bộ phận mua vũ khí của Lầu Năm Góc, William LaPlante thừa nhận: "Chúng tôi đã gửi nó cho người Ukraine, nó không hoạt động vì nhiều lý do, bao gồm cả môi trường MI, nhiễu điện tử, thực sự là bụi bẩn và hoạt động trên mặt đất." Quan chức Mỹ liệt kê hàng loạt lý do khiến loại vũ khí này trở nên vô dụng, như môi trường tác chiến bị chế áp điện tử dữ dội, chưa có chiến thuật sử dụng và quy trình vận hành hoàn thiện. Ông LaPlante nói, khi vũ khí được gửi đến những người đang chiến đấu, họ sẽ dùng thử vài lần và nhanh chóng vứt bỏ nếu chúng không có tác dụng. Đó là điều đã diễn ra với loại đạn này. Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng thông tin mà ông LaPlante đưa ra có thể gây tác động diện rộng do quân đội Mỹ và nhiều nước đồng minh đang biên chế số lượng rất lớn bom đường kính nhỏ SDB dẫn đường bằng định vị vệ tinh GPS. Việc các hệ thống tác chiến điện tử Nga có thể vô hiệu hóa vũ khí dẫn đường bằng GPS của Mỹ có thể buộc Washington và đồng minh thay đổi phương thức tác chiến trong xung đột tương lai. Bình luận trên chuyên trang quân sự War Zone của Mỹ, cây bút Joseph Chevetic viết: "Mỹ có thể tăng cường độ tín hiệu GPS mã hóa ở một số khu vực để đối phó các biện pháp gây nhiễu, nhưng chưa rõ liệu biện pháp này có khắc phục được tình trạng đối phương chế áp điện tử hay không." Đây không phải lần đầu giới chức Mỹ thừa nhận vũ khí chính xác cao được chuyển cho Ukraine không đạt hiệu quả tác chiến. Hàng loạt vũ khí dẫn đường bằng GPS như bom GDAM, đạn pháo Excalibur, rocket HIMARS vốn được ca ngợi là có độ chính xác tuyệt vời đã liên tục bắn trượt các mục tiêu ở Ukraine do bị tác chiến điện tử Nga gây nhiễu. Bom GLSDB được tạo nên từ sự kết hợp độc đáo giữa bom thông minh và pháo phản lực. Dù được định danh là bom, nhưng phương thức phóng của GLSDB lại từ các hệ thống pháo phản lực mặt đất thay vì máy bay mang phóng truyền thống. Là sản phẩm liên doanh giữa hãng chế tạo Boeing Mỹ và SAAB Thụy Điển, GLSDB kết hợp động cơ tên lửa đẩy M26 với bom thông minh GBU-38, biến nó thành vũ khí chiến thuật mặt đất dẫn đường chính xác từ các hệ thống pháo phản lực M270 và HIMARS. Bom GLSDB gồm hai thành phần chính, trong đó vai trò tấn công là bom đường kính nhỏ GBU-39 kết hợp với đạn rocket M26 để phóng từ mặt đất. Nó có chiều dài 3,9m, đường kính 0,24m và nặng khoảng 272kg. GLSDB được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị toàn cầu quân sự kết hợp với đầu đạn đa năng, nổ xuyên phá phân mảnh và ngòi nổ điện tử có thể lập trình. Với hệ thống dẫn đường này, loại vũ khí này cũng có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết với sai số lệch mục tiêu khoảng 1m. Ưu điểm của loại vũ khí lai này là khả năng tấn công chính xác cao, sức phá hủy không thua kém tên lửa hành trình đắt tiền ở khoảng cách lớn tới 160km và chi phí hợp lý.